Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hey yo, what's up man? Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với Amazy trong series bình luận PK lên server. Và đừng quên 3 khung giờ hàng ngày, 11h, 15h, 13h, 19h để theo dõi và ủng hộ dành cho Amazy nhá. Ngày hôm nay các bạn được nhìn thấy MBG chính hãng ở server UF với Peer Butter, cùng với đó là Modder Bad Pick. Anh em ạ, ôi dồi ôi, nó nản thế. Má nó UF nó đã lâu rồi lại còn gặp server, gọi là chế độ Bad Pick nữa. Nào, không biết là hôm nay mình có bật được hack lên hay không anh em. Không biết này là mình có bật được hack hay không. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ Bad Pick. Ai bàn trước, đánh trước sẽ là vô cùng lợi thế, đúng không? TG24LMTH19. Vậy là nó là người. Ở đây có ai nhỉ? Ở đây có 1 2 3 4 5. Ồ, thế còn con gì nữa nhỉ? Mày đáng nhìn ra luôn các bạn. Nó cứ bàn bừa nhá. 1 2 3 4 5 6. Ờ đúng rồi nhỉ. Trang gia kèo này đẹp thì gia cũng ăn, mà kèo xấu thì trang cũng ăn. Kèo nói xấu thì vừa xấu mà nói đẹp thì vừa đẹp. Xấu cũng xấu mà đẹp thì cũng đẹp. Nói nào nhỉ? Xấu thì cũng xấu mà nói đẹp thì cũng đẹp. Hình dung là câu chuyện như thế nào. Lấy Mia liệu rằng có đúng hay không, hay lấy Trang đã hợp lý hơn. Châu bò là gọi là tí đã. Loa một mic chứ nhỉ. Này nghe vẻ tiếng hơi to ấy. Đó, cái này nó hợp lý nha anh em nhá. Sợ nay không đủ đam để giết con Trang ấy chứ các bạn, đúng không? Mình sợ nay mình không đủ đam để giết con Trang ấy chứ đừng nói là em mình nhìn này không có đam đủ ở đâu anh em ạ. Em nhìn đang không có đam đủ ở đâu. Có lẽ là pick sai chẳng. Thôi, dù sao thì pick thì chúng ta cũng đã lựa chọn rồi, chúng ta vẫn cứ đến với những cái sự lựa chọn, vẫn cứ đến với những cái niềm tin mà chúng ta đã có đi. Đánh mẹ mày đồ sóng sát phía dưới mình này. Cũng sợ phết kìa, nó mò hè à. Không dám ho he à? Ok, một cháu đã túc tắc rồi các bạn. Đau đấy, đùa. Đau đấy chứ không được đâu. Nó hết tanh rồi đúng không? Con này nó có con đùi lòn tanh.
quên, mà em lật nó có con đùa lòn tay anh nhỉ. Cô dạy của em yêu đã. Quên mẹ nó là con đùa lòn tay vậy. Body 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 body. Thế nhỉ? Không lấy được cái nội tại của con không lấy được nội tại của con đua lon kìa. Thế từ này tính lấy cái nội tại của nó không được thì anh em. Tính lấy cái nội tại của nó. Đấy là tính lấy cái nội tại của nó rồi. Tính lấy cái nội tại của nó rồi là không được. それじゃあ、走る。Chưa bảo là cái nội tại đâu anh em ạ. Chàng mẹ sao, tại sao nhá anh em để ý. Nếu anh em để ý mà xem mình bình luận nhiều, anh em sẽ để ý là đa số sao mình cầm trang thì hồi sinh một lần, nhưng mà bọn này cầm trang của đéo thì hồi sinh hai lần. Bình thật mới buồn cười. Cuộc sống nó bịp hết cái nọ đến cái kia anh em. Cuộc sống nó bịp hết từ cái nọ đến cái kia. Thế mới hay. Mình cầm trang nếu nó chỉ hồi sinh một lần, bọn nó cầm trang toàn hồi sinh hai lần. Cố dây cửa công thật. Bất công thật sự. Cậu thật đấy. Chiêu này có gì? Có cắt lún đấy, có cắt lún mày sống thế nào được? Đúng không? Dù sao cũng là một chiến thắng thôi. Lún mày. Lần này không giết mày nữa thì xã hội nó cười à? Giết mày xã hội nó cười à? Ok, chiến thắng của MBG chính hãng trước TG24LB. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 2 nào. Ấy trời ơi. 2152 Two Master One Nit 48 Ponit. Ngày hôm nay chúng ta không kịp đi quá được cái giới hạn danh Master 2 đâu anh em, đúng không? Nó chỉ đâu đó dừng ở danh Master 1 và danh Master 2 mà thôi. Chúng ta cùng đến với game đấu số 2 nào. Chờ đợi đối thủ thứ 2 mà chúng ta sẽ phải đối đầu. 23 giây trôi qua, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy ai cả. Ơ kìa, ban pick đã lâu rồi bạn. Đánh một trận mất mẹ, mới lanh quanh mất mẹ 10 phút rồi. Mà định cho tôi chơi tận 60 phút đấy à? Thôi nha anh em nha. Khả năng cao là chúng ta sẽ chơi 3 ván 3 game 1 rồi anh em ạ. Chế độ ban pick này lâu lắm. Đã lâu lại còn gặp mấy ông lề mề thì đúng là có mà hết hơi. Đấy, anh em để ý, chặng vừa rồi mình chơi mất
Feeling.debut anh em ạ. Feeling.debut đến từ xe 72. Úi dồi ôi, Angle, Cheat, Sermi. Ôi ôi, ba con mạnh nhất xe của QQ thời điểm hiện tại. À không, thiếu con Gonit, thiếu con Zaseo anh em nhá. Nói chung một kèo này pick theo là mình cũng lợi anh em đúng không? Vì mình là cái thằng ban mà. Đúng không? Bây giờ nó cấm đi ai? Cấm đi Maxima, bắt buộc nó phải cấm đi Maxima với cả Cheat thì lấy Angle với Sermi. Nếu mà để lại cũng khổ, để lại nếu mà để lại thành combo Cheat với Maxima cũng khổ nhờ. Nếu mà Cheat với Angle thì tất nhiên các bạn lấy Angle. Đúng không? Kèo này nếu mà lựa đánh thì vẫn ngon. Lựa cái cách đánh thì vẫn ngon đúng không? Lựa Cheat đánh được thì vẫn ngon. Angle là vệ à? Angle rùa cơ à? Angle lại là rùa cơ à? Cho mày hai bố con luôn. Bây giờ biết con Angle này là rùa nhé các bạn nhé. Bây giờ để ý cái hồi của con Angle này. Giờ để ý cái hồi con Angle này là rùa anh em. Hay cấm một bán tất luôn rồi nhé, có hai con 14 thì bán luôn, còn lại bán nốt cho nó dễ thì sẽ lấy EZZ một trong ba con EZZ bao với cả Sumi các bạn. Vậy chúng ta thiếu một con hồ hồ. Tức là chúng ta tận hai con hồ liền. Hiệu ứng các bạn. Rồi, đây là đội hình mà mình lựa chọn nha anh em nhé. Đội hình mà mình lựa chọn đã có. Đội hình mà mình lựa chọn đã có nha anh em nhé. Chúng ta hãy cùng xem xuất chiến như thế nào ạ. Rắn này, à rùa này, rắn này, gấu này, hổ này. Đấy, đội hình như này đấy các bạn. Khó chơi nha, có còn chip thì rất khó để có thể mòn mẹt đi. Chịt rất khó để mòn mẹ. Con chịt thực sự các bạn rất khó để mòn mẹ đánh kiểu nào nó cho nó hợp lễ. Ui hay quá, sai lần được nó rồi. Sai lần được nó rồi anh em ơi, mục tiêu thành công rồi. Tiêu mình thành công rồi đấy, đúng không? Sai lầm của nó là quá thành công rồi. Cứ làm huỳnh như cái chết kia thì ai chơi? Cứ làm huỳnh kia cái chết thì ai chơi? Đủ may quá không giảm độ Angle. Đồ vật nó không chết còn này mệt nhờ. Đồ vật chết lan này. Chết lan là chích hỏa nhá. Mình nó đừng kiểu vật vớ vẩn. Ôi, vật vớ vẩn rồi. Vật vớ vẩn rồi Angle ơi. Angle ơi, em làm chị làm thế chết em rồi. Chị làm thế thì chết em rồi. Chị làm thế chết em rồi. Hỏng rồi. Chị
làm thế thì chết em rồi. Mẹ vật chết tầng kia đi học rồi. Ờ sao không cho tướng vào nhỉ? Boom này nha, khó chịu quá, lại bắt đầu vào giai đoạn ăn hiệu ứng của thằng cheat rồi nha. Khó chịu kinh được. Bắt đầu vào series hiệu ứng rồi nha. Lại bắt đầu vào series hiệu ứng rồi. Bắt đầu vào series hiệu ứng rồi. Nên khó chịu. Mẹ chít khó chịu nhở. Cái bùm bùm cái thiêu hồn của nó khó chịu dã man nhở. Cái bùm bùm nhở khó chịu kinh. Angle phải có hành, Angle phải có bảng kê người nhở. Angle không có bảng kê có ăn thua. Mẹ nó nhỉ, cứ bùm bùm cái này anh giáo đấm giáo đi. Nếu tỉnh ra được anh nhỉ, khó nhỉ. Nếu tỉnh ra được thì khó chịu ghê. Anh khổ nếu tỉnh được anh nhỉ. Khó là anh gồ phải có tanh cứng, anh gồ phải có đi như 2015 rồi anh nhỉ. Chỉ một con 15 thì không ăn thua. Angle nó phải chơi với hai con 15 thì may ra nó mới chơi được anh nhỉ. Nghe phải có một con bảo kê không? Có một bảo kê thì cái angle phải có bảo kê cho angle được thì chúng ta mới ăn được. Và winner đến từ MBG chính là ăn sau một pha. Đặt niềm tin vào vị trí của ai nhở? Vào Pao anh em ạ. Một pha đấu mà, một game đấu mà Angle không tung được quá nhiều tuyệt kỹ, nhưng mà tung được hai pha tuyệt kỹ nó là chất lượng. Đến từ LMNG. Rất ảo, rất bì. Chúng ta cứ nghĩ game đấu vừa rồi chúng ta không làm được gì cơ, nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn làm được. Và làm được một cái điều mà thật sự chúng ta cũng không thể tin được là chúng ta làm được cái điều đấy anh em ạ. Chúng ta cùng đến với game đấu số 3 là phát cún. Vâng ạ, phát cún là đối thủ tiếp theo. Chúng ta nhìn thấy cao phẩy Nimet GC Ken. Kèo này phải cấm linh cấm tinh đi thôi anh em, đúng không? Đúng là cứ bàn trước là bố anh em ạ. Lợi thế thật. Lấy thế thì mình lấy GC anh em. Cao phẩy và GC tất nhiên phải lấy GC rồi anh em. Phải vào VC tất nhiên phải lấy VCC rồi nha. 5 leps 0 à 4 it Google Benny còn... à đây Cam đây các bạn. Robert UM đây. Kèo này Google này đất diễn phết đấy nhỉ. Kèo này Google đất diễn phết đấy. Đất diễn phết đấy anh em. Nhìn thấy thôi, kèo này Google rất có đất diễn đấy. Nhìn thấy thôi, khi kèo này Google này có đất diễn để chơi anh em nhỉ. Nhờ thôi, vẫn phải có đất diễn để chơi dành cho Google ấy. Nào, chúng ta sẽ cùng đối đầu với phát cún ở game đấu số 3. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 của nha anh em nha.
đánh trước đúng không? Đánh trước cái trá tội đeo không bằng đấm lồi một ra anh em. Đánh trước mà anh em, trước lợi thế mà. Trước lợi thế mà. Thấy ghê. Đóng phết anh em nhỉ. Xay đòn. Xay đòn. Xay đòn. Xay đòn anh em. Xay đòn đấy. Thuộc dạng xay đòn đấy anh em ạ. Làm hắt ba thằng luôn. Xay đòn vãi. Ơi, nhưng mà mất mẹ bạn của VC rồi anh em ạ. Hát thư xay đòn đấy. Hát thư xay đòn này. À, nó cũng làm ba mạng như mình luôn. Nó làm bốn mạng như mình luôn. Hai bên rất máu chiến anh em. Xay đòn. Hai bên xay đòn gặp nhau. Hai bên cứ gọi là xay đòn với nhau như vui vậy. Phải xay đòn mới vui nhỉ, xay đòn mới vui nhỉ, xay đòn mới vui nhỉ. À nó đi xì mình, à con ở con đi xì nha mà không có độc chiều phân nào, hơi buồn. Trận đấu này rất nhanh nha anh em, trận đấu này bắt đầu rất nhanh nha. Trận đấu này vô cùng nhanh nhỉ. Mẹ con DC nó bị gì nhỉ anh em nhỉ. Hơi buồn ấy, từ nãy giờ không có cái độc chiêu nào đâu. Hơi buồn nhưng dành cho DC anh em. Từ nãy giờ hơi buồn dành cho DC đấy các bạn. Nhưng mà cá phải lại nổ phát nữa. Anh tưởng mình nổ phát nữa thì anh... Ồ, thằng DC này. Thằng DC này rất điểm đến từ DC. Dù sao thì chúng ta cũng có một chiến thắng. Vâng ạ, đó là chiến thắng thứ 3 liên tiếp dành cho em Nguyên Di chính hãng. Cùng với đó là danh đa nắp Master danh 2. Ok chưa? Nào, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 4 nha anh em nhá. Master danh 2 đang gọi tên. Game đấu số 4. Game đấu số 4 nào anh em ạ? À? Đó là Bím đến từ server F90. Bím đến từ F90 anh em ạ. Mày quá. Ờ, đến cái game mà mình này thì nó lại không có A anh em ạ. À, ngon. Cấm đi đã. Bán một mấy lý đi đã anh em nhá. Nó lấy 0 à? 0 tất nhiên thì phải lấy init rồi. Nó lấy Athena. À... Bím muốn chơi cái gì vậy Bím? Bím muốn chơi cái gì đây Bím? Bím chơi rất ảo nha. Bím chơi rất ảo. Bím muốn lấy con này nè. Ai cho Bím lấy? Ê, này, Bím nhá hàng bao kìa. Cho Bím nhá luôn. Xem nào, con nào ngon nhất ở đây mà nó có thể lấy được. Bit to bit nhỉ. Nếu mà được lấy mình sẽ lấy con Nokuru để cho các bạn ấy. Thì nghề này rất thịnh tăng. Đấy, mày, nếu mà được lấy mình lấy Nokuru nhỉ. Được lấy ngay chứ.
Athena thì hồn gì nhỉ? Hồn rắn à? Athena hồn rắn thì nhỉ? Con này hồn gì? Hồn gấu. Con này gấu. Rắn gấu. Chỉ có hai tanh một đan. Thêm một tanh nữa chị. Rồi, ok, đó là đội hình của mình trong trận chiến này nha. Đó là đội hình của mình trong trận chiến này. Chúng ta sẽ cùng đối đầu với Bím. Bím. Mình cứ mang vào để chỉnh khá ngay nha. Anh mang rình vào để phá thôi. Chết nhẹ. Chém làm gì đâu mà yên chém làm gì đâu mà. Không chết nhẹ, cày nhẹ. Sau Zero có đam được các kiểu đấy rồi. Rồi, tuần sau Zero đam, cửa đấu sư đam. Cứ bình tĩnh nó xem như thế nào. Học rồi. Có con gì nhờ? Sai rồi. Để thằng Bím mới đánh nhử rồi anh em ạ. Thằng Bím mới đánh nhử rồi. Hỏng rồi. Để thằng Bím mới đánh nhử rồi. Hỏng rồi. Em biết thế cứ giữ nhờ anh em nhờ. Sai quá. Mẹ. Lót sơ, ui dồi ôi, 56 điểm. Ôi ôi, xót ruột tê. Thắng thì ba mấy mà thua tận 50 mấy điểm anh em ạ. Game đó, mình quên mẹ mất. Thằng nó chỉ có tanh thôi mà mình đẩy con dâu lên làm gì không biết. Sai lầm đấy anh em. Đúng không, mình cứ đi đúng không. Rõ ràng ngay từ đầu mình đã nói thằng này nó thích con da siêu, nó thích con da thổ. Xong nó muốn lấy con bao. Thằng này nó im, nó muốn lấy tanh mà không nghĩ ra đấy anh em. Đến lúc đấy tự nhiên lại ngộ ra được. Tỷ số là 3-1. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu tiếp theo nào anh em. Game đấu số 5 nha anh em nhé. Dốc Kula, Ensure, Giáp. Cái này cấm đi dốc với Kula. Bị ngáo à. Mẹ, đúng không? Thanh niên ND Zoe thì từ Indo này thì sai rồi. Cấm thế thì lại sai rồi. Bên 2 tư chất 15 thì thằng này chống thế nào được. Bắt đầu nó phải lấy Ken. Ken thì mình cầm Giáp. Đấy, hiểu. Nhận ra cái sai lầm của mình và quyết luôn đến từ NDZOE. Chiến thắng là điều dễ dàng mà chúng ta nhận được trong game đấu vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 6, là game đấu cuối cùng ở trong clip này. Và đối thủ cuối cùng sẽ là game đấu số 6 nha anh em nha. Đối thủ cuối cùng
đó là DV Bi Long đến từ diễn viên Bi Long đến từ Xem Vào 79 nha anh em nha. Đối thủ cuối cùng của chúng ta đó là diễn viên Bi Long. Diễn viên Bi Long mới sợ mới chịu cơ. Diễn viên Bi Long nó mới chịu người nhỉ. Có Kim, có Sun, Owak này, Guenico. Hợp như Owak với Kim, Sun với cả Guenico nên xùi một xiên chết. Lấy Guen nha anh em nhé. Miku này. Ai nhở? Orochi lấy hết những con hồi sinh anh em nhá. Những con hồi sinh là phải lấy hết anh em. Cấm những con hồi sinh. 1 2 mấy cái bọn hồi sinh cấm hết nha anh em nhá. Lấy hết cái bọn hồi sinh và cấm hồi sinh anh em. Đó là chiến thuật của em Minzy trong game đấu cuối cùng này. Chúng ta lại tận dụng cái nội tại của con Miku đi anh em. Cấm hết cái bọn hồi sinh nha anh em. Cấm hết cái bọn hồi sinh là cấm hết. Bây giờ là cấm cái bọn tanker khổng này. 1, 2 đam, 3 đam, 4 đam. Rồi, không biết là chiến thuật này của mình nó có thành công hay không. Đấy, chiến thuật đề ra chúng ta cấm hết cái con hồi sinh, không cho tem bạn con nào có khả năng hồi sinh. Và tem bạn toàn máu giấy thôi. Đấy, chiến thuật của chúng ta đề ra game đấu này nó là như vậy. Để chúng ta có thể knock out tem bạn bằng khả năng focus đến từ... Đấy, chủ đam đấy các bạn nhỉ, đến từ Miku và Guenico. Đấy, tôi tính toán là như vậy anh em ạ. Diễn viên Mi Long đến từ Server 79 liệu rằng có phải là đối thủ có thể chống đỡ được với chiến thuật này đến từ MVG hay không? Chiến thuật đề ra rất rõ ràng đúng không? Ngay từ đầu chúng ta đã có một cái chiến thuật nó vô cùng rõ ràng, không sai sách một tí nào cả. Chiến thuật đề ra nó là rất rõ ràng nhưng mà không một gì nhở, không một chi tiết sai. Chiến thuật đề ra nó phải như thế. Hay rồi, chiến thuật đúng bài rồi. Monico xoáy chết không nhở? Cố sơ nói thế chứ, cố sơ xoáy chết bà đéo ở dưới này được các bạn. Lắm. Chiến thuật thì vẫn là chiến thuật thôi. Tung ra thì vẫn phải tung rồi anh em nhé. Chiến thuật sai lầm. Chiến thuật sai lầm rồi anh em. Chiến thuật này bỏ đi rồi. Chiến thuật này quá Miku tung quả không thấm vào ai này. Chiến thuật này hỏng rồi. À không, chiến thuật vẫn còn anh em ạ. Chiến thuật là vẫn có anh em, nó quan trọng là phải tận dụng được chiến thuật này một cách tối đa rồi. Chúng đá nó là xong nhỉ. Đá nó lại vấn đàm này khổ quá. Ôi đừng là độc chiêu nữa. Đấy, mình chỉ độc chiêu là được. Ui dồi. Ui dồi, tí nữa thì hỏng anh em ạ. Tí nữa thì lại hỏng này. Tí nữa thì lại hỏng à. Sao tương sau đủ chưa? Giảm nổ quá.
thôi, đánh thôi anh em, đến đây thì phải đánh thôi. Không đánh không được. Mày nó đủ đam thật đấy à? Ôi ôi, hỏng rồi. Chiến thuật này đã đi bụi rồi. Yeah, chiến thuật vẫn thành công anh em ạ. Vừa khít lô đít và chiến thuật của chúng ta vẫn thành công. Và chiến thắng cuối cùng game đầu thứ 6 là dành cho MVG chính hãng, tỷ số nó là 5-1 dành Master 2 này anh em ạ. Đấy là cũng khủng khiếp đấy, đúng không? Có một duy nhất một trận thua trước Bím thôi. Chả qua mẹ mình nhìn thấy gái gú gái là tự nhiên lại nghĩ đến cái đấy nó bậy bạ. Thằng cái đặt tên nó hơi bậy bạ một tí, đôi khi là chúng ta bị sao nhãng cái tâm trí mà thôi, đúng không? Yes, hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em Minzy chính hãng cũng như xin bình luận với cả link server nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và bye bye.